ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe nha. Để đi, một chút nữa má ăn, chứ giờ má nuốt chưa có nổi đâu. Má, con xin lỗi má nha. Má bị bệnh nặng vậy mà sáng nay con mới biết. Bệnh á thì cũng không nặng gì mấy, nhưng tức tía mày nó mới làm mệt thêm. Má tức tía làm gì cho ảnh hưởng sức khỏe của má. Má ăn cháo đi, lát nữa còn đưa má về bệnh. Không, má muốn nhìn thấy mặt ổng. Con người gì đâu mà gia trưởng vũ phu. Má nói cái gì? Đi đánh má hả? Không có, ổng làm sao mà dám đánh má. Vậy chứ sao má nói tới vũ phu? Câu nói vũ phu á, đại má sẵn miệng má nói luôn thôi. Nhưng mà con thấy có mấy khi má cũng dữ dằn với tía lắm á. Thì tại lâu lâu có dịp mới lên giọng với ổng, chứ bây biết tánh ổng rồi đó, dễ gì mà ổng cho ai dữ hơn ổng được à. Thôi bỏ qua hết đi, giờ nè má ăn miếng cháo xong cái từ từ hai má con mình khuyên tía nha. Ăn miếng cháo thôi. Mày nhắm mày khuyên nổi con người bảo thủ đó không? Tía gọi này má, tía kiếm má. Nhưng mà ổng có hỏi á là nói má không có ở đây nghe không? Nghe đi. Dạ dạ. Dạ alo con nghe này tía. Ờ, có chồng con nhà không? Dạ không, chồng con đi ruộng rồi tía ơi. Ừ, có cái bà nào tên là bà Tư ớt bên nhà con không? Ở đây không có bà nào là bà Tư ớt hết á. Con biết rồi, để có gì á con khuyên má rồi con đưa má về bển nghe. Ờ, tiếng biết rồi, tại vì tao sợ quá đi lạc mà không biết đăng báo tiệm biết không. Thôi tiếp má nghe. Dạ con biết rồi.